Kính chào quý vị đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong phòng thâu hình của chúng tôi có một người thương gia nhưng mà cũng là một người rất trẻ tuổi, cũng rất là thành công, và không những là trong giới thương gia của Việt Nam chúng ta biết đến anh, nhưng mà có lẽ là anh được biết đến nhiều hơn nữa, đó là ở những giới celebrity của người Hoa Kỳ ở tại đây. Và anh là một chủ nhân của Johnny Dang & Company, và anh cũng là một trong những người thiết kế ra rất là nhiều những cái sản phẩm, từ những cái trang sức hoặc là những cái mề đay, những cái đồ độc quyền đặc biệt dành cho những người từ những ca sĩ rapper hoặc là những thể thao gia, những nhân vật nổi tiếng từ Hollywood cho đến tại những người nổi tiếng tại thành phố Houston của chúng ta. Và đó là một nhân vật chúng tôi cũng muốn giới thiệu quý vị ngày hôm nay, đó là anh Johnny Dang. Trước hết là chào anh Johnny. Chào Bình, Johnny xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Vâng, bây giờ là lần chót mà anh làm một cái gì đó cho một người celebrity, anh đó là ai vậy? Nói chung mình design đồ rất nhiều cho rapper, celebrity, là những người tài tử, cũng như những chơi football. Thì lần cuối cùng mình làm cũng không lâu lắm là người mà nổi tiếng nhất là Brian Luck. Anh ta là một người bơi lội của Olympics năm 2012, đã thắng giải. Thì mình rất là được cái vinh dự là design những cái răng vàng cho anh ta, những cái nhẫn, những cái mày đây của anh, và được anh đeo nó khi anh nhận cái giải huy chương vàng ở Olympics 2012. Thì mình rất là hãnh diện là người design jewelry cho anh. Ngoài anh ra, ngoài Ryan Luck, thì mình design rất nhiều đồ cho những football player giống như Shaquille O'Neal, P. Daddy, Perry Wilson. Thì cái công việc chính của mình hàng ngày là design, làm những custom jewelry, những cái mà theo sự ước muốn của họ. Họ muốn đặt cái gì mình làm cái đó. Vâng, yeah. Thì trên màn hình quý vị cũng thấy một số những hình ảnh mà cũng rất là nhiều, chúng tôi cũng không có hết, nhưng mà những cầu thủ chơi football, chơi Shaquille O'Neal nổi tiếng đó, kính thưa quý vị. Một số những người rapper, người Việt Nam mình có lẽ ít biết đến rapper, nhưng mà trong cộng đồng người Mỹ đó, người ta rất là gọi là cái những nhạc rap là cái nhạc mà chúng như đi vào đời sống hàng ngày. Nhưng mà bây giờ nói một chút về những công việc của Johnny đó là có nghĩa là chuyên về những cái thiết kế nữ trang, đồ đặc biệt cho những tài tử, minh tinh, những cầu thủ. Thì như vậy thì sợ là cao quá rồi, đối với người Việt Nam mình gần lại một chút. Có nghĩa là biết là Johnny có hai cái cửa hàng, ở một ở trong ở Galleria và một gần khu Southwest chúng ta ngay chỗ 59 này. Thì thường là ở tại những nơi đó thì nếu mà người Việt Nam mình đến thì tìm được cái gì ở đó? Thì cho nên để cũng giống như Bình nói, thì mình có hai cái địa điểm. Một là địa điểm thứ nhất là ở Galleria Mall sát chỗ Neiman. Địa điểm thứ hai là mình có ở Shoptown. Thì Shoptown là mình có một cái chỗ chuyên sản xuất gọi là manufacturer, thì mình làm. Thì mình không những design những cái món đồ mà giống như cả 100-200 carat hột sòn giống vậy, mà mình cũng có rất nhiều món đồ, chẳng hạn như GIA Certified Diamond, hoặc những cái đồng hồ Rolex cho tất cả những quý vị khán giả Việt Nam. Bởi vì đối với Johnny á, là một người thợ bạc, thì mình không có giới hạn bởi khách hàng, tài tử hay là người thường, cũng không giới hạn về những cái tiền giá 100.000, 200.000 hay là 1-2.000. Vì vậy quý vị đừng có không ngần ngại về vấn đề giá. Mình có tất cả những giá trị và những cái jewelry trong mọi giá cả. Vâng, mà quý vị cũng thấy đó là đây, trên tay của anh Johnny cầm lên cái nhẫn này nè quý vị. Nếu mà quý vị coi kỹ đó là một cái nhẫn cũng là độc nhất vô nhị đó, không thấy ở đâu để bán. Nhưng mà trên những cái sản phẩm của anh thiết kế ra đó thì nó cũng có cái nét vừa sáng tạo mà nó vừa theo ý của những người mà tài tử minh tinh, họ muốn có những cái gì, cái nét riêng của họ, và đặc biệt phải có giá trị nữa. Cho nên là mà anh mà đi đến đâu thì quý vị cũng thấy là bây giờ anh ngồi nói chuyện đây mà có hai hậu vệ đang chờ ở ngoài kia. Cho nên đó là một trong những khuôn mặt mà phải nói là anh đi từ những thời điểm năm nào, bắt đầu vào nghề ra sao, rồi làm sao quen biết những cái người mà tài tử minh tinh thế này để móc nối. Thì câu chuyện của mình thì thực sự cũng dài. Thì ba mình rã qua Mỹ được năm 82, bảo lãnh mình và gia đình
mẹ và anh hai mình là người có người anh kế là Kevin và người anh em là em kế là Jimmy Đặng, thì tụi mình qua đây năm 96. Thì mình là một người thợ bạc, thì nói cùng có cái cơ may là mình chịu khó cố gắng làm ăn, có cái cơ may là dễ được làm với những người tài tử ở local trước. Mình có người mình gọi là partner, người bạn rất là thân của mình, giống người anh em trong nhà đó là Power. Anh ta là một người local rapper, rap ở local thôi, thì mình sẽ đi từ đó. Nhưng mà thôi thì Johnny sẽ kính mời tất cả quý vị, nếu ai mà có muốn thưởng thức về hột xoan, những cái design đặc biệt mà muốn Johnny làm, thì xin ghé tiệm của mình ở Shop Town cũng như Galleria. Nhưng mục đích chính của Johnny tới đây á không phải là nói về hột xoan, không chính là nói về vàng. Mình biết mình muốn nói gì rồi. nhưng mà cái hột xoàn nó vẫn hấp dẫn con người ta đó, nhưng mà như một trong cái sản phẩm mình cũng giới thiệu cùng quý vị, tại vì có nhiều người cũng thích thú lắm, nó cũng là một cái thú, là vì nhiều khi mình cũng muốn có một cái đồ trang sức hoặc là những cái gì đó mà nó thiết kế ra, nó cũng là một cái nghệ thuật nữa. Đúng rồi. Và Thì đó là cái đặc biệt của mình là làm theo ý khách hàng muốn. Bởi vì thường thường những người tài tử, những có tiền, người ta không muốn gọi là đụng hàng, người ta muốn đeo những cái gì mà đặc biệt người khác không có. Người ta tới, người ta cho cái ý kiến của mình, rồi mình làm ra từ cái ý tưởng của họ cho đến design tới một món họ để họ đeo. Vì vậy họ rất là quý. Về chẳng hạn như những cái record label họ có cái logo, giống như BBIM mình có một cái logo, mình làm bỏ hết hột xoàn lên cái logo đó, thì đó là những cái mà ở ngoài chợ người ta không có bán, đâu có ai bán một cái logo không mà có hột xoàn. Đó là cái mà mình thành công về vấn đề tự sáng tạo cũng như là làm theo ý khách. Cái khách mà muốn cái gì mình sẽ làm theo cái đó. Đúng Đó vậy. là cái đặc biệt của Johnny Đặng and Cảm ơn Johnny. Kính thưa quý vị, thì với một người thương gia thành công và anh cũng có một cái trái tim rất là nhân ái, và anh cũng luôn nghĩ đến những cái cuộc đời bất hạnh ở tại Việt Nam, và có lẽ là cũng chính vì vậy mà anh đã thành lập ra một cái hội nhóm charity từ thiện, được cũng đặt tên của anh luôn là Johnny Đặng Charity, và anh cũng đã gây quỹ từ những người bạn bè với nhau, rồi cũng có tổ chức những cái buổi gây quỹ, và hôm nay chúng tôi cũng hỏi một chút bên lề những cái bên cạnh những cái công việc gọi là kinh doanh thương mại của anh, thì trước hết thì tại sao cái động lực nào mà gọi là quá bận rộn trong kinh doanh lại còn một cái thời gian mà để dành ra cho nghĩ đến những người mà bây giờ mình làm từ thiện nữa? Thì thực sự mà nói, Johnny sinh năm 1975, mình sống và lớn lên ở Việt Nam. Sau khi 1975 thì Việt sau Nam mình khi mà Việt Cộng Nam sản take over. gọi là Sài Gòn thất thủ đó. Thì sau cái cuộc đó mình tự sống, mình cuộc sống vào cái cuộc sống khoảng năm 75 tới năm 98 là một trong rất là cơ cực. Thì đất nước hồi đó dĩ nhiên rồi, giống quý vị cũng đã biết, Cộng sản bây giờ họ đã chưa phát triển, thì cái thời đó thì họ còn rất là lạc hậu, thì đối xử với người dân rất là tệ. Thì Johnny sống lên cuộc sống đại khái là sống một cuộc sống rất là nghèo khó ở bang Mê Thuộc, sinh sống và lớn lên. Thì mình có cơ may mình qua đây, thì mình được cố gắng làm thành công cho đất nước Mỹ. Và cái cơ hội đầu tiên mình được rất nhiều báo chí của Mỹ để phỏng vấn và đề cập. Thì mình có một đợt mình được đài của United Nations tài trợ mời mình đi tham gia một cái hội để gây từ quỹ từ thiện cho bên Sierra Leone, Africa. Đó thì tụi mình cũng có mình và bạn thân của mình là Paul Wall và một người và vài rapper nữa, thì có giúp sức nhau vào cái của VS1, cái là VS1 họ được tổ chức một cái cuộc gây quỹ cho Sierra Leone. Xong mình mới có ý tưởng nói ok, bây giờ mình gây quỹ mình cho Africa, thì mình cũng dùng cái ý tưởng này, tại sao mình không cho những người nghèo khó của Việt Nam, những người mà rất mà cần sự giúp đỡ của mình. Bây giờ mình cũng là đi từ Việt Nam, mình được may mắn mình có được ngày nay, thì cũi lòng nhiều, nói chung là mình nếu mình giúp đỡ cho họ thì đó là một điều rất là tốt. Vì vậy mình mới có ý tưởng thành lập Johnny Đặng Charity. Đúng vậy. Thì có lẽ là anh cũng đã thực hiện những cái charity cho những cộng đồng, những người sắc dân khác, và có lẽ là anh cũng từ ở Việt Nam ra và cũng từ những cái sự nghèo khó và hiểu được những cái cảnh những em nhỏ, những người thiếu may mắn hơn chính mình ở tại trong nước bây giờ. Nhưng mà không biết là gần đây thì anh có về lại để mà anh biết tình hình nó ra làm sao, để mà biết là mình cần giúp ai, giúp cái gì?
Thì mình thực sự mình cũng về lần gần lần nhất của mình là khoảng 2 năm về trước mình có về. Thì thực sự mình về đó để thứ nhất là thăm thăm bà con hàng xóm bạn bè, thứ hai là thì mình có những người bạn thân của mình mới nói, mình mới liên lạc những người bạn thân ở Việt Nam của mình nói ok bây giờ mình muốn tổ chức gây quỹ bên bên này, tổ chức gom góp tất cả bạn bè, mình sẽ lấy số tiền đó mình nhờ tất cả các bạn bè để cho trực tiếp với những người chẳng hạn bệnh cùi, những em nhà nghèo hiếu học và những người mà nghèo khó người ta cần sự giúp đỡ. Bởi vì người ta có câu một miếng khi đói bằng gói khi no, mình cũng biết rồi. Thì những khi mà những cái mình rất là biết những cái thứ gì mà cần những người mà người ta mặc dù 1-2 đồng 1-2 ký gạo nó rất là nhỏ, đối với mình rất là nhỏ, nhưng mà khi mà họ nhận được những phần quà như vậy thì cái sự sung họ rất là sung sướng, vì vậy nó làm cho mình cảm cảm động đó. Vì mặc dù là vì vậy mình mới cố gắng qua đây rồi tổ chức chơi golf. Mà hình như là không phải là anh là hoạt động không, hình như cũng kéo được chú mày ngàn cũng phải đi phụ, thấy hình ảnh là có chú về trực tiếp Dạ, trong một năm năm số vừa những cái rồi hoạt thì động. ba mình có dịp ba cũng có về thăm quê hương, thì mình cũng nhờ ba cùng gom góp với nhóm bạn của mình. Tại vì thực sự mình nói mình đã hứa với tất cả những người tài trợ cũng như bạn bè cho là tất cả những số tiền gây quỹ được mình sẽ cho trực tiếp vào những người cần thiết, chứ mình không qua một cái cơ quan từ thiện nào hết ở Việt Nam hoặc là qua một chính quyền. Vì vậy mình cũng có nhờ thông qua ba đây nhân tiện đây cũng cảm ơn ba mình là Mây Ngàn, Vâng. là Đặng Xuân Ngô đó, chắc thì quý vị cũng có nhiều người cũng biết tới ba, thì ba Vâng. cũng trực tiếp tặng những món quà đó cho những người nghèo khó. Vâng, và có lẽ là kính thưa quý vị, thì năm nay đó là năm thứ hai chính thức là Johnny Đặng Charity đứng ra tổ chức, có nghĩa là năm ngoái là năm thứ nhất là Johnny Đặng Charity đã tổ chức một cái buổi gọi là golf tournament, gọi là chơi đánh golf, nhưng mà những cái sự đóng góp trong cái trò chơi đó đó là được quy vào một cái quỹ, cũng như là cái buổi gọi là họp mặt trao giải, và cái gây quỹ đó đó là vào một cái quỹ của từ thiện, và quỹ từ thiện đó sẽ được, đã được dùng trong những cái vấn đề từ thiện cho Việt Nam của năm ngoái. Thì bây giờ thì hỏi cho nên một chút về cái tình hình của năm ngoái đó, là bây giờ tường trình của quý vị một chút là cái hồi năm ngoái gây quỹ ra làm sao và đã làm cái gì với số tiền đó. Ok, năm ngoái thì mình có sự góp mặt của tất cả anh em Wing Gold cũng như tất cả những nhà tài trợ, thì mình gom được 12.000, không tính tiền chi phí. Tất cả những giống mình đã nói, tiền chi phí về quảng cáo, về tài trợ, về in những cái flyer đó là mình tài trợ từ Johnny Đặng Company. Thì số tiền đó mình đã trực tiếp cho được 30 phần quà cho tất cả những em mà nghèo khó rất là hiếu học. Thì mà mình sẽ mình tự mình giúp được 30 suất học bổng, đồng thời mình giúp được 50 triệu cho những người mà bệnh cùi. Thực sự bệnh cùi là một cái bệnh mà tất cả quý vị cũng biết rồi, thì rất là nhiều người bị, nhiều người xa lánh rồi rất là khó, nghèo khó đã là vì ở Việt Nam nghèo khó đã là quá cực rồi, đã là bị xa lánh rồi mà còn bị bệnh cùi nữa, thì quý vị cứ tưởng tượng đó là những người mà thực sự ít ai được nhắc tới, không ai họ có thể ngó ngàng, gọi là ngó ngàng tới. Đó là những người mà nghèo nhất của trong xã hội Việt Nam mình đã nghèo rồi, mà đó là những người tận cùng của nghèo xã hội. Thì mình đó là năm ngoái mình cũng giúp được một 50 triệu cho phần đó. Ngoài Có ra nghĩa là giúp cho họ mua thuốc hay là giúp cho họ mình thông qua một người tiền? sơ, tại vì thực sự mình theo người sơ nói bây giờ ví dụ những người kia cái chính của họ là họ cần thuốc men. Sơ có một người sơ trong cái trại cùi đó, sơ đã hy sinh để chăm sóc cho họ, bỏ thuốc cho họ, thì cái chính sơ cần là mình tiền. Mục đích của mình lần đầu mình muốn là mình cho tặng quà cho mọi người, nhưng mà thì nếu mà tiền bạc thì thuốc men thì họ cần nhiều hơn là cầm tiền mặt. Vì vậy mình đã trao tặng cho sơ, và sơ dùng số tiền đó cung cấp thuốc men để xoa thay thuốc men hoặc là thay đồ cho họ mỗi ngày. Đó là cái công việc của sơ làm. Rồi mình có tặng thêm được mấy chục phần quà cho những người rất là nghèo khó ở Việt Nam. Thì có nhiều cái cảnh mà mặc dù mình không tới thăm nhưng mà bạn mình họ đi thăm, họ cho lại đến năm 2013 mà có những con người người ta vẫn sống trong cuộc sống không có điện,
Vì thì quý vị cứ tưởng tượng hiện giờ mình ở thế giới, một thế giới khác rồi, mà những con người cũng là người Việt Nam, mặc dù không là anh em của mình, không là bà con của mình, nhưng mà họ sống trong một cái hoàn cảnh không điện nước, thì cái đó thực sự cũng cũng rất, mình thấy cũng rất là đau buồn. Đó thì mình cố gắng giúp được chừng nào mình giúp. Thì cái chính của năm nay á, thì để mình tóm lại, trong năm nay mình cũng tổ chức một cuộc chơi giống như năm ngoái, thì mình chơi golf tại Khoa Va Lại Góp Cốt. Thì mục đích của một thi đấu là mình gom góp tất cả anh em lại, sofa, Peter, đến bây giờ mình có được khoảng 50 người chơi golf đến bây giờ. À, 50 tới khoảng 55 người chơi golf. Thì mục đích mình muốn, cái mục đích của mình giống năm ngoái là mình năm ngoái mình được khoảng 70 tới 75 anh em chơi golf. Thì mỗi người chơi golf tới, người ta trả 100 đồng. Mình gồm có bao gồm có all you can eat crawfish cho là 30 đồng, trả tiền clubhouse khoảng 40 đồng, thì trong cái lời dư ra khoảng được 10 15 20 đồng đó, thì mình dùng mấy tiền đó cho trực tiếp cho gây quỹ. Rồi trong phần buổi tối ngày 20 vào ngày 22 tháng 6 thì sau khi từ 1 giờ tới 5 giờ thì mình chơi góp, rồi sau 5 giờ 6 giờ cho đến 9 giờ thì tụi mình có tổ chức ăn crawfish. Giống đây không phải là một buổi cơm chiều mà formal, mà một giống như là một summer fun. Mình có ca nhạc, thì mình có ca nhạc thì được tài trợ bởi chị Thanh Thanh, chị Kiều Anh và Trần Thái Bình. Đó là những người mà giúp cho về vấn đề one man band văn nghệ. Rồi mình có những cái phần mà giống như crawfish, rồi một raffle ticket. Raffle ticket thì giống như quý vị biết, thì mình có bán cái vé raffle ticket này thì khoảng 5 đồng một vé, thì quý vị mua 5 đồng thì tiền này sẽ trúng được một cái TV 50 inch. Đó, rồi mình có bán một cái vé vé này á, là 30 đồng cho những người không chơi golf. Những người chơi golf trả 100 đồng là include bao gồm tiền ăn và tiền chơi golf cho mỗi ngày. Thì chơi golf nếu thắng giải thì cái giải khoảng cũng được mấy trăm đồng. Đó là cái giải mình sẽ trao tặng cho những người thắng giải trong golf. Còn những người mà không chơi golf á, thì thực sự mình muốn á, mục đích là charity. Sau đó là gom góp bạn lại, họp mặt bạn bè, anh em, hoàn huyên tâm sự mình chơi cho một buổi chiều thứ bảy. Anh không? Thì những người không chơi golf thì mua cái ticket này khoảng 30 đồng. All you can eat crawfish. Thì ticket 30 đồng này á, là khoảng từ 6 giờ tới 9 giờ tới nghe ca nhạc. Thì năm nay mình có mời được cũng một vài những tài tử rất là nổi tiếng có tham gia. Chẳng hạn như Bambi là một anh, là một trong những Platinum Artist, là hát nhạc rap rất là nổi tiếng ở Houston. Chắc quý vị trẻ, mấy anh em bạn trẻ sẽ biết tới Bambi. Paul Wall là một người rapper, là bạn mình. Thì ảnh cũng là một người Platinum rapper. Và Scott Fay là một người gọi là rất nổi tiếng về hát nhạc rap. Thì football player mình có những người confirm giống như anh Chester Taylor, anh là người cầu thủ football. Anh rồi Vincent cũng là một cầu thủ football. Rồi cũng vài một mình rồi rất nhiều bạn bè, những người celebrity bạn của mình họ tới ủng hộ, nhưng mà thực sự mình không có thời gian. Nhưng mà anh mời celebrity đến rồi họ có ký tên vô áo cho kỷ niệm. Đó là điều chắc chắn. Nhưng mà cái đó là cũng vui, nhưng mà cũng rất là đặc biệt trong cái gọi là một cái chương trình vừa vui trong cái golf tournament, rồi cái buổi crawfish nó không giống như là ăn trịnh là quá hình thức, nhưng mà rất là thoải mái. Tại clubhouse. Giống như là party nhỏ nhỏ nhưng mà gây quỹ, nhưng mà tính tới tính lui thì tiền chi phí cho sân golf, xong rồi còn lại có 10 đồng 20 đồng, xong rồi lại tiền ăn thì cũng trừ những cái chi phí của tiền mua ra, thì nãy giờ mình tính cũng đến được giỏi lắm rồi thì vài ngàn. Thì làm sao ra được cái con số để mà cho nó đáng kể, để thì, cho mà khi mà về một cái chuyến Việt Nam làm một từ thiện. Thì giống như mình nói, bởi vì một tấm lòng, mình tấm lòng thì ít nhiều cũng là một tấm lòng. Vì vậy mình không có mục đích, mình cần phải gây quỹ thiệt là nhiều. Nếu mình tất cả những tài trợ, có nhiều khi mình bạn bè mình có nói thực sự những chi phí của mình á, mình bỏ ra để chi phí cũng gần bằng những số tiền mình gom được. Nhưng mà thực sự đây là một cái tấm lòng, mình muốn dùng cái gom góp những cái bạn bè, những cái của ít lòng nhiều. Đúng. Có ít thì cho ít, có nhiều cho nhiều, chứ không nhất thiết là mình phải cần phải cho thiệt nhiều. Thì nhân tiện đây
đó thì mình cũng có biết lẽ là có những người chắc như là bạn bè quen biết, nhiều khi họ cũng cùng cái đồng ý hoặc là cùng trong cái suy nghĩ chung với mình đó, thì có lẽ là họ góp vào 500, 1.000 gì đó, thì không nhất thiết là chỉ dựa vào cái buổi crawfish. Đúng hoặc rồi, là cái chẳng buổi hạn chơi như golf người không. bạn thân của mình anh Vin P, anh gọi là Vin V Agency, anh cũng có tài trợ 700-800. Rồi có những người bạn của mình, người ta thay vì mua bỏ 100 crawfish với họ 100 đồng chơi thì họ tặng cho 500-700, thì đó là những số tiền có những người khách hàng của mình rồi họ tài trợ vào nhiều Cho nên mới mới ra ra được được cái số quỹ đó tiền. đúng không? Dạ. Đó có quả thật là một cái chương trình mà cũng rất là đặc biệt. Thường thì chúng ta thấy thì cũng không thấy ai làm chương trình mà golf tournament gây quỹ, nhưng mà cũng một cái sinh hoạt cũng vừa lạ vừa hay mà vừa vui. Có lẽ là quý vị đến thì vừa có thể là chơi golf, hoặc là như vậy thì vừa đóng góp được cho một cái ý nghĩa của cái những đóng góp từ thiện. Nhưng mà bây giờ thì những người chơi golf thì bây giờ có những người mà họ chưa chơi, mới chơi hay đã chơi thì tham gia được. À thì dĩ nhiên rồi, những người giống mình muốn mời tất cả những người mới bắt đầu chơi golf cũng có cơ hội thắng, tại vì mình có một cái giải tới mấy trăm đồng lận, nhưng mà mình dựa theo vào cái sức lực của mỗi đánh, nó có một, nó gọi là handicap, chắc những người chơi golf người ta ai cũng biết cái đó, mỗi người thì mình dựa vào sao có số điểm quân bình của mỗi người. Thì cái hình thức chơi golf là two man team, bởi vì không những từ thiện mà mình muốn gọi là một cái buổi giao lưu giữa tất cả bạn bè anh em với nhau, thì hai người hợp lại thành một cái team để mình có cái ý nghĩa là mình đồng lòng work với nhau trong cái game, cái nó gọi là, đó mới gọi là hình thức là two man team. Thì hai người chơi, thì có người chơi dở thì sẽ kết hợp với người chơi giỏi, thì sẽ họ quân bình lại số điểm thì họ cũng đều có cơ hội thắng. Vì vậy quý vị mà chỉ cần biết sơ sơ chơi golf thôi, giống bình ra là đảm bảo chơi good. Chơi golf giỏi và biết sơ sơ, mặc dù không biết chơi golf, có nhiều người năm ngoái mình rất là ngạc nhiên, có rất nhiều người trẻ họ chưa bao giờ chơi golf nhưng họ muốn ra họ coi thử coi có cuộc thi đấu như thế nào, họ muốn tham gia từ thiện bởi vì họ có tấm lòng tốt. Vì vậy mình rất là phấn khởi, mặc dù họ ra họ quýnh không được gì hết á, chạy rồi. Vòng vòng chơi thôi, họ cũng trả 100 đồng ra tham gia chơi golf, thì mình cũng rất cảm ơn. Như vậy mình muốn mời mọi người chứ không phải là những người biết chơi golf, bởi vì cái old school, cái kiểu suy nghĩ gọi là hơi cũ của mình nghĩ là golf là thành cho những thành phần khá giả. Như thực sự bên Mỹ golf là môn thể thao rất là bình thường mà rất là thân thiện. Mình muốn tạo một cái niềm thân thiện những giới trẻ với nhau, anh em mình với nhau. Không, có lẽ là vì nói khá giả bởi vì là những cái dụng cụ, những đồ mua nó cũng mắc. Cái cây golf thì cũng vài trăm đến vài ngàn cũng có. Rồi những cái chi phí của cái sân golf mình vô membership nó cũng nhưng cao hơn là cái sân đó của rẻ hơn casino. cái đó rẻ hơn casino. Vì vậy có nhiều người ta bỏ rất nhiều tiền đi casino, tốn tiền hơn chơi golf. Hiện quý vị chơi golf rẻ hơn casino bảo đảm. Thì cũng là một cái văn hóa nữa. Thì thì cá nhân của chúng tôi thì hồi trước mà đi làm cho bệnh viện đó thì thường là những cái buổi chơi golf đó thì thường là đa số là những cái buổi cũng rất là để cho mình giao lưu đó. Có nghĩa là có những cái buổi họp trong phòng họp và có những cái cuộc nói chuyện là nó diễn ra ở tại sân golf. Và nó là một cái văn hóa cũng rất là hay ở tại đây. Nó kết hợp công việc cũng có mà thoải mái cũng có, và có những người chỉ hoàn toàn chơi là để cho vui, vui. Và gọi là nhẹ nhàng chứ cũng là thể thao lắm đó kính thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ thì mình còn 2 phút nữa thì một cái lời kêu gọi của Johnny đối với lại cái chương trình mà gây quỹ năm nay thì đặt ra cái mục tiêu ra sao và kêu gọi quý vị như thế nào mà Johnny? Thì trước hết để mình gửi lời tất cảm ơn tới mọi người đã tham gia cho cái cuộc Johnny Đặng Charity. Thứ nhất là đại BYN Bình đã rất là giúp Johnny Đặng trong năm ngoái cũng như năm nay, cũng mọi lần Johnny cần. Thứ hai là bà xã mình Văn Tâm cũng rất là phấn khởi và giúp cho mình. Ngoài ra thì trong cái nhóm của mình có như anh Thanh, anh Thomas, anh Vin P, rồi chị Tuyết Hồng, dĩ nhiên chỉ là một chị Thanh biết, thì đó là và chị Tâm là chị của Băng Tâm, đó là những người và tất cả anh em chơi trong golf, hội golf của chơi golf chung của mình, những người chơi hàng ngày, họ rất là tích cực giúp mình về những vấn đề tổ chức hoặc bán vé số. Thì mục tiêu của Johnny á là không phải đạt được bao nhiêu tiền bạc, mà mục đích của Johnny là muốn 1 đồng, 2 đồng, chỉ muốn có sự tham gia của quý vị, tại vì sự có mặt của quý vị là thể hiện quý vị đã muốn giúp đỡ làm từ thiện. Đó là cái chính, cái tấm lòng. Đúng chứ còn tiền bạc
thì mình có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều, của ít lòng nhiều, chứ còn mình không có cái mục đích là mình phải, tại vì đây không phải là lợi nhuận, không phải là buôn bán để kiếm lời, vì vậy mình không có đặt về nặng về vấn tiền, mình phải kiếm bao nhiêu. Mặc dù Johnny trong nhiều giống như cái mục đích của ban đầu cho này nói, ví dụ mình bỏ chi phí 5.000 mình thu lại 3.000 cũng không sao, bởi vì 3.000 đó là 3.000 tấm lòng của quý vị, còn mình không có màng về vấn đề tiền mình bỏ ra để chi phí, bởi vì mình muốn là những đó tấm lòng là cái chính. Đúng vậy, thì mỗi người thì mỗi có hoàn cảnh khác nhau, thì mỗi tấm lòng của mình thì một điều đó là như Johnny cũng có nói là những cái số tiền mà vào quỹ đó là được tất cả được chuyển qua một cái mục đích của, nếu mà không là học bổng cho các em ở chỗ này thì cũng là hội những người mà lo cho những người cùi chỗ kia, hoặc là trong quá khứ thì cũng giúp cho nhiều những cái những người trong những hoàn cảnh khó khăn ở tại Việt Nam đó. Bây giờ thì còn một phút nữa, thì bây giờ quý vị mà muốn cộng tác, muốn tham gia thì ghi danh ở đâu rồi liên lạc ai? Ok, tất cả những quý vị muốn ghi danh góp thì sẽ liên lạc trực tiếp với Johnny 832-661-5664, hoặc là email là tốt nhất johnnydang@tvjohnny.net, johnnydang@tvjohnny.net. Nếu quý vị muốn tham gia ủng hộ mua vé số cũng như mua vé cơm chiều hoặc là tài trợ, tất cả quý vị muốn tham gia tài trợ sẽ liên lạc trực tiếp với chị Tuyết Hồng 832-767-9160, 832-767-9160. Ghi danh trên mạng được không mình? johnnydangcharity.org. Tất cả những tài trợ cũng như ghi danh thì quý vị cũng có thể lên trên mạng, nhưng mà thực sự Việt Nam mình thì họ gọi trực tiếp thì hay hơn. Nếu mà muốn ghi danh góp thì gọi trực tiếp chị Tuyết Hồng 832-767-9160, hoặc là gọi cho mình. Rất là cảm ơn anh Johnny đến với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, cũng một chút giới thiệu của quý vị một cái chương trình vừa vui chơi, vừa một cái văn hóa rất là Hoa Kỳ là chơi golf, và cũng là một cái văn hóa cũng Hoa Kỳ đó là crawfish. Và trong những cái chương trình đó là quý vị đóng góp cho một cái chương trình charity gây quỹ của Johnny Đặng Charity. Quý vị có thể lên trang mạng johnnydangcharity.org để mình biết thêm chi tiết, hoặc là gọi số phone của ban tổ chức để mà quý vị có thể hỏi thăm, hoặc là mua vé, hoặc là tham dự, hoặc là hỏi đường đến, hoặc là quý vị nào Google thì quý vị cũng có thể là đánh cái chữ Quail Valley Golf Club đó, là nó sẽ ra là nó ngay khu Sa West mình ở đây đó, ngay khu Sa West nằm đường Wilcrest chạy thẳng xuống khu Missouri đó, không? Missouri đó. Thì cho này hứa, cái hứa chính của cho này muốn quý vị là đảm bảo quý vị ra sẽ là vui, bởi vì mình chưa bao giờ ăn crawfish ở một sân golf, thì có thể đây là cái cũng là một điều lạ, gọi là một sinh hoạt cũng trong mùa hè rất là nhiều điều thú vị đó. Và cũng hy vọng là quý vị cũng dành một chút thời gian, nếu mà quý vị có những cái hoàn cảnh và điều kiện, và mời quý vị cũng tham gia. Có lẽ là trong nhiều sinh hoạt cộng đồng của chúng ta cũng nhiều những sinh hoạt gây quỹ và từ thiện khác nhau, đây cũng có thể là một chọn lựa, và cũng như là một trong những có lẽ là quý vị cũng đến làm quen với một cái số những cái văn hóa ở tại Hoa Kỳ này, đó là cái màn chơi golf cũng rất là vui, cũng rất là thú vị. Và đến đây thì chúng tôi cũng hết giờ rồi, nên một lần nữa cảm ơn anh Johnny đến với chương trình. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi, và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Kính chào quý vị. Chào Johnny.